Dạ, rái cá ti ti là được nuôi trong cái môi trường như thế này, hoang dã. Chứ em nuôi rái cá mà em phải chăm sóc nó giống như là ba má, cho nó ăn uống là phải chịu đựng hơn 30 năm, bởi vì tuổi thọ rái cá rất là cao, nên á phải cho rái cá sống với thiên nhiên để nó lấy lại cái bản năng ngoài tự nhiên. Nên 6 giờ chiều là em bắt đầu vô trong rừng cho rái cá ti ti tìm một cái chỗ thích hợp nó ở đó, và tới giờ em sẽ gọi nó. 5 giờ sáng hôm sau là em phải đi vô rừng kiếm nó để đi phóng sanh để cho nó ăn. Dạ, đó là cách mà em bảo tồn rái cá trong môi trường được quản lý chăm sóc. Dạ. Ê, tụi con. Đừng có qua bươn cái vườn của bà cô đó, bà nói đấy. Dạ. Người ta đi bên này mà bà cứ la nhỉ. Dạ, người ta đang đuôi. Đô thị hóa nhà cửa, phá rừng, phá cây cối. Đi te phóng xanh hả cô? Có cô. Chiều chiều con mới đi. Đi gì sớm vậy? Vậy hả, 10 giờ là nhà cô đi hả? Phải kiếm rái cá ti ti sớm bởi vì nó đói bụng rồi. Nó mà đói bụng thì nó sẽ kêu em, và nó kêu á thì người ta phát hiện ra chỗ trốn của nó. Dạ. Băng rừng lội suối như vậy. Dạ, phải đi cho mấy con thần thú nó đi, nó băng rừng. Dạ. Để tìm rái cá ti ti.